thiên nai giờ rơi vào đâu ra. Và nếu Trúc Ngân có thể cầm mic được thì kính mời Trúc Ngân. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời tất cả quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng vị này có thể cầm mic thì đưa tay lên ông bài ạ. Dạ, xà thú bàn tay xích Rạng Đông và bàn tay Thần Đạo. Mời Rạng Đông mở hàng nha. Xà thú chi Nhật Quỳnh, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 406. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Avirutta hằng virutta he su atta đằng đề su nếp bú tầng sa đà nê su a na đà năng ta ma hằng brum mi brahm ma năng Avirutta hằng virutta he su atta đằng đề su nếp bú tầng sa đà nê su a na đà năng ta ma hằng brum mi brahm ma năng Avirutta hằng virutta he su atta đằng đề su nếp bú tầng sa đà nê su a na đà năng Tama hằng brum mi brahma năng thân thiện giữa thù địch, ôn hòa giữa hung hăng, không nhiễm giữa nhiễm trước, ta gọi bà la môn. Bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Avirutta hằng virutta he su atta đằng đề su nếp bú tăng sa đà đề su a na đà năng Tama hằng brum mi brahma năng thân thiện giữa đám địch thù, giữa người hung dữ, ôn nhu ôn hòa, vô nhiễm giữa cõi trần xa, những gì như vậy chính là bà la môn. Bản dịch của hòa thượng Duy Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, nhân ngôi Bích Thai Giá, nhân ngôi Thông Mai Giá, nhân ngôi Sang Thai Giá. Con kính đảnh lễ, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng, kính lễ với cô tên nữ. Kính chào với anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin kể câu kinh pháp cuối số 406. À, vì vượt thân, vì vượt thế xuống, ác ta đăng đê. Chuyển hiếp vô tăng xà đa nê su a na đa năng ta ma hăng đô mi râm ma năng a vi vút thăng vi vút thế su a ta đăng đê su chuyển hiếp tăng xà đa nê su a na đa năng ta ma hăng đô mi râm ma năng thân thiện giữa thù địch, ôn hòa giữa ôn thân, không nhiễm giữa nhiễm trước, ta gọi bà la môn. Đó là phổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu. À vi rút thân vì rút thế số ác ta đăng đê sự nít bút thân xà đa nê số à nga đa năng ta ma hăng đô mì lắm ma năng thân thiện giữa đám nghịch thù, giữa người hung dữ, ôn nhu, ôn hòa, vô nhiễm giữa cõi trần xa, những gì như vậy chính là bà la môn. Đó là phổ thơ của hòa thượng Duy Đức. Và cảm ơn Minh Bất Thanh A đã bóp bài. Con xin gửi mít lại cho chị Cẩm Vân ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Phạm Khà Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong gym. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 406. A Vi Rút Thăng, Vi Rút Thê Xú, A Tá Đan Đê Xú, Nít Phú Tăng,
sa đa ni su a na đa ta ma hằng ru ni tâm ma năng a vi tu thăng vi ru thề su a ta đa ni đề su ni bu tăng sa đa ni su a na đa năng ta ma hằng ru ni tâm ma năng thân thiện giữa thù địch, ôn hòa giữa hung hăng, không nhiễm giữa nhiễm trước. Ta gọi Bà La Môn, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, thân thiện giữa đám nghịch thù, giữa người hung dữ, ôn nhu, ôn hòa, vô nhiễm giữa cõi trần xa. Những vị như vậy chính là Bà La Môn, bản phổ thở của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, công dân đã ôn bài xong. Dạ, mến mời bằng tay Sức Ái Minh, mến mời bằng tay của Huynh Quách Thanh Á, mến mời, kính mời quý vị nha. Dạ, sa thu lành thầy Sita Cẩm Vân. Nam mô Phật Thà Gia, Nam mô Tham Mà Gia, Nam mô Sàng Khà Gia, Kính Đảnh Lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ đại đức Minh Hạnh, kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 406. Virutthang viruthesu attanandesu niputang sadanesu anadanang tamahang prumi prammanang Virutthang viruthesu attadandesu nibbutang sadanesu anadanang tamahang prumi prammanang Virutthang viruthesu attadandesu nibbutang sadanesu anadanang Tamahang prumi prammanang. Thân thiện giữa thù địch, ôn hòa giữa hung hăng, không nhiễm giữa nhiễm trước. Ta gọi Bà La Môn, bản dịch của Ngài Minh Châu. Thân thiện giữa đám nghịch thù, giữa người hung dữ, ôn nhu, ôn hòa, vô nhiễm giữa cõi trần xa. Những vị như vậy chính là Bà La Môn, bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Nam mô Phật Tha Giá. Dạ, con xin được sư ích. Mến mời Sít Đá Ái Mình tiếp theo. Dạ, sa thú lành thầy. Cảm ơn Quỳnh Quá Thanh Á. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 406. Cảm ơn quý chị đã cho biết rõ tín hiệu 406. Avirutthang viruthesu attadandesu nibbutang sa đa ni su a na đa năng ta ma hằng ru mi râm ma năng a vi ru thằng vi ru thề su a ta đan đề su nít bu thằng bu tằng sa đa ni su a na đa năng ta ma hằng ru mi râm ma năng a vi ru thằng vi ru thề su a ta đan đề su nít bu tằng sa đa ni su a na đa năng ta ma hằng ru mi râm ma năng. Thiên thần giữa thù địch, ôn hòa giữa hung hăng, không nhiễm giữa nhiễm trước. Ta gọi Bà La Môn, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. A vi ru thang vi ru thi su a ta đan đế su ni pu tăng sa đa ni su a na đa năng ta ma hằng ru mi râm ma năng a vi ru thang vi ru thề su a đàn đề su ni bu tăng
sa đa ni su a na đa năng tả ma hằng ru mỹ rầm ma năng thân thiện giữa đám nghịch thù, giữa người hung dữ, ôn nhu ôn hòa, vô nhiễm giữa cõi trần xa, những vị như vậy chính là bà la môn phụ thê của hòa thượng giới đức. Dạ, nên mời sư tỷ ma tiếp theo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ban cô tam bảo, con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh, con kính đảnh lễ ở cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài câu phương pháp cứu 406. Thằng quyết quyết thề sư át ta đành đề sư ní bút tâm xà đà nề sư án nà đà nằm ta ma hằng bùn mi bầm ma nằng áo quyết quyết thằng quyết quyết thề sư át ta đành đề sư ní bút tâm xà đà nề sư án nà đà nằm ta ma hằng bùn mi bầm ma nằng thân thiện giữa thù địch, ôn hòa giữa hung hăng, không nhiễm giữa nhiễm trước, ta gọi bà La Môn hòa thượng Thích Minh Châu. Virunthang virunthe su atadande su nimputan sadane su anadanang tamahang bhumi brahmanam. A viên thân nguyện vương thế xứ a ta đâm đê sự niết phu tăng sa đa nê xứ a na đa năng ta ma hăng cùng vi brahm ma năng thân thiện giữa đám nghịch thù, giữa người hung dữ ôn nhu ôn hòa, vô nhiễm giữa cõi trần xa, những vị như vậy chính là bà la môn hòa thượng giới đức. Làm con kính tri ân quý sư và đạo tràng, con xin phép được mời vị kế tiếp. Dạ, sa thú kính cảm ơn sư Tina. Xả thú, mời đàm anh nha. Dạ, cho con hỏi đạo tràng có nghe được tiếng của con không? Nam mô Bụt Tha. Dạ, con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 406. Avirut thằng virut thề su atta đành đề su nipu tằng sa đà nề su anà nằng ta ma hằng phù mi rầm ma nằng thân thiện giữa thù địch, ôn hòa giữa hung hăng, không nhiễm giữa nhiễm trước, ta gọi bà la môn là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, con còn phổ thơ của hòa thượng giới đức là thân thiện giữa đám nghịch thù, giữa người hung dữ ôn nhu ôn hòa, vô nhiễm giữa cõi trần xa, những vậy như vậy chính là bà la môn. Dạ, đạo tràng cho con kể thử. A vi rút thăng ni rút rê su A vi rút thăng vi rút thế su atta đăng đăng đề su atta đăng đề su niệm bu tăng sa đa nê su anada năng tama hăng phu mì đâm ma năng. Hồi con xuống, con kệ dở quá, cho con xin xuống. Con mời vị kế tiếp. Dạ, xa thủ Superman mới kể con câu mà nói dở thế hay là sao? Nghe lời của Đức Phật mà mình ăn trú vô đó là được rồi, ở đây đâu phải
chứng ca sĩ đâu mà đừng men sợ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, cảm ơn Phan Việt cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Vừa. Dạ, Tô Thị Phúng có mà cầm mít không cho Nhật Quỳnh một tín hiệu không, ấy là Nhật Quỳnh khóa sổ nha. À, có Tô Thị Phúng rồi, mời Tô Thị Phúng nha. Dạ, tại em không biết còn giờ hay không, mẹ em mới vô cái room này nên em không có rành. Dạ, trước tiên con xin kính lễ chư tôn đức tăng ni, con xin kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Con được đọc câu pháp cú 406. Avirut thằng virut đề su át ta đàn đề su nít phút tăng sa đà nê su a na đà năng tam a hằng rô mi phram ma năng avirut thằng virut đề su át ta đàn đề su ni phu tăng sa đà nê su a na đà năng tam a hằng rô mi phram ma năng thân thiện giữa thù địch, ôn hòa giữa hung hăng, không nhiễm giữa nhiễm trước, ta gọi bà la môn. Dạ, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin được đọc bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Thân thiện giữa đám nghịch thù, giữa người hung dữ, ôn nhu, ôn hòa, vô nhiễm giữa cõi trần sa, những vị như vậy chính là Bà La Môn. Dạ, con không biết kệ, con đã đọc sao, con xin xuống mít. Xin cảm ơn Đạo Tràng đã giúp đỡ cho biết tín hiệu và cảm ơn Vát Tha Ná đã post bài. Dạ, con xin xin. Sa thủ kính cảm ơn Tô Thị Phúng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính bạn. Dạ, cảm ơn Xích Răng Đông, Xích Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, số 406. Dạ, cảm ơn Tô Thị Phúng. Dạ, cảm ơn Quỳnh Ngọc Thanh Á cho bài học. Avirut thang visut te su at ta đan de su nip bu tang sa da ne su anna da nang ta ma hang su mi ram ma nang. Thân thiện giữa thù địch, ôn hòa giữa hung hăng, không nhiễm giữa nhiễm trước, ta gọi Bà La Môn. Và đây là bản kiến ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. A vi ruột thăng, vi ruột thầy su, a ta đăn đê su niệm bu tăng. Sa đa nê su, a na đa năng, tạm ma hăng su, mi sâm ma năng. A vi ruột thăng, vi ruột thầy su, a ta đăn đê su niệm bu tăng. A nê su a na đa năng tạm ma hăng su bị râm ma năng. Thân thiện giữa đám nghịch thù, giữa hung dữ, ôn nhu, ôn hòa, vô nhiễm giữa cõi trần xa, những vị như vậy chính là Bà La Môn. Và đây là bản bộ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Kính cảm ơn Thủ Lành Thai, kính cảm Sích Tô Men, Thi Na, Cô Ái Minh, Minh Quá Thanh Ná, Cảm Vân, Sích Trần Đạo, Sích Trạng Đông đã hoan hỷ ôn bài. Và bây giờ thì còn sớm vài phút, nhưng mà con thấy có sư vào rồi, vậy cho đạo tràng chúng con nghe pháp sớm. Nha, con cũng có thể nghỉ sớm. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Tham Ma Tham Bồ Đà Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Sam Ma Sam Bồ Đà Sa. Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa.
Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang, luôn chờ trời lớn mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng khi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc giá ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ rằng để chúng con được học từ vựng biên sự ý nghĩa câu pháp của kinh 407. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn Minh Quách Tha Ná đã cho bài học. Dạ sư có nghe được âm thanh con không mạch sư, thì cho con một tín hiệu để con dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Minh Mẫn có nghe được âm thanh con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ sư có trở lại máy chưa bạch sư? Con thấy sư vào rồi nên con thỉnh pháp sư ngắn ngắn để đạo tràng được học pháp. Mà bây giờ con thấy hình như sư chưa có trở lại máy. Dạ một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn ạ. Sư có chức máy kêu bà sư, sư cho con xin một tín hiệu để con dâng mít đến sư. Dạ sa thủ đành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư. Dạ, sa thú lành thai kính tri ân xin Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thamma Giá, Nam mô Sangkha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Âm thanh quý vị nghe như vậy là ok ha? Có nhỏ lắm không? Xin quý vị cho chúng tôi biết để chúng tôi điều chỉnh. Dạ, nghe được ha, nghe tốt rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào học bài mới. Dạ, kính tri ân quý vị đã cho biết là nghe tốt, nghe rõ. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 407. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ: Yassa rago cha do so cha. Yassa rago cha do so cha. Đoạn thứ hai: Mano makho chapatito. Mano makho chapatito. Đoạn thứ ba: Sasaporiwa araga. Sasaporiwa araga. Đoạn thứ tư: Tamahang prumi brahmanang. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của bốn đoạn và việc dịch văn xuôi. Đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có năm từ.
Ở trong năm từ này chúng ta thấy có hai từ giống nhau là chá. Rago chá đô sô chá. Chữ chá này là liên từ có nghĩa và. Từ đầu tiên của câu kệ giá xá, đây là một quan hệ đại danh từ. Có nghĩa là giá xá là của người nào hay là của ai. Từ thứ hai, rago, raga chia theo chủ cách số ít. Raga có nghĩa là tham nhiễm. Tham nhiễm. Tức là thuộc về dạng gọi là mê ghiền rồi đó. Từ tiếp theo, đô sô có nghĩa là sân hận, sự sân hận. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có bốn từ. Nhưng mà vì ở đây là thể kệ, thành ra đó chúng ta nên hiểu nè. Mano chá, mát khô chá. Chữ chá ở trong văn xuôi của Bali đó là liên từ và đó, nó phải viết như vậy. Nhưng mà ở đây vì do văn kệ, thành ra người ta tỉnh lược mất một chữ chá rồi. Chữ chá cũng có nghĩa là và. Mano. Chữ mano ở đây là mana mà chia theo chủ cách. Thành ra nó có cái hình thức là ô. Mana là mạng hay là ngã mạng. Mana là ngã mạng. Mát khô, mát khá chia theo chủ cách. Thành ra nó có cái hình thức là ô mát khô. Có nghĩa đó là sự chê bai. Sự chê bai, sự nói xấu. Ồ, Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài dịch đó là ganh tị hả? Yeah, Marco là chê bai, là dèm pha, là nói xấu. Rồi chúng ta bước sang đoạn tiếp. Chữ cuối cùng là Patito. Patito đây là một quá khứ phân từ của động từ Pateti hoặc là Patayati. Patito là quá khứ phân từ. Thì thành ra chúng ta dịch thêm chữ đã được. Đã được bỏ, đã được làm rơi, đã được làm rớt ra. Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài dịch là bỏ rơi. Chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên, sasaporiwa, đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Sasapo cộng với là iwa. Sasapo có nghĩa là hột cải. Còn iwa đây là một từ so sánh, giống như ví như. Từ thứ hai, araga. Araga đây cũng là một hợp từ chúng ta tách ra ara cộng với là aga. Ara là mũi kim hay là cây kim. Còn aga đó là cái đỉnh, đỉnh hay là cái đầu. Ở đây mình hiểu cây kim đó thì là đỉnh hay đầu của cây kim là cái mũi của cây kim. Như vậy thì là araga là đầu, đầu hay là đỉnh của cây kim. Rồi araga ở đây đó là chia theo cách thứ năm xuất xứ là từ nơi
cái mũi của cây kim hay là cái đầu của cây kim. Chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư có đoạn thứ tư này quen thuộc rồi. Thành ra thôi chúng ta không có lấy nghĩa nữa. Bây giờ chúng ta dịch văn xuôi nè. Dịch văn xuôi ở trong cái câu kệ này không có bất biến quá khứ phân từ nè, rồi không có trạng từ nè. Thành ra chúng ta lấy chủ từ chúng ta dịch trước. Chủ từ ở đây có rất là nhiều từ. Những cái từ mà chia ở cái hình thức là ô đó, đó là chủ từ. Rago tham nhiễm chá và đô sô sân hận chá và mano ngã mạn chá và cái gì đấy và sự chê bai. Tham nhiễm nè, mình dịch lại tiếng Việt mình cho nó gọn. Tham nhiễm nè, phải sân hận, phải ngã mạn, phải và sự chê bai giá xá của người nào ta tí tô đã bị bỏ rơi, đã bị bỏ rơi. A hăng ta phu mi gọi. Xin lỗi, chưa đã bị bỏ rơi ha. Sa sa po ri wa giống như hay là ví như cái hột cải. Araga nơi đầu cây kim. Ahanta prumi gọi tăng người ấy Brahmanang là Bà La Môn. Tham, chúng tôi bây giờ dịch tham nhiễm sân hận ngã mạn và sự chê bai của người nào đã bị bỏ rơi giống như hột cải từ nơi đầu của cây kim, ta gọi người ấy là Bà La Môn. Đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 407. Kính tri ân Sít Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Tiếp theo chúng mình kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhava buddhang phakkhavantam abhivadami svakkhato phakkhavata dhammo dhammang namassami Suppatipanno Phakkhavato Savakka Sangho Sangkhang Namami Namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại râm Pháp Cú Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Bài học hôm nay chúng ta học là câu kệ Pháp Cú số 407. Câu kệ này nằm trong phẩm Brahmana Vagga, phẩm Bà La Môn, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại quê Lú Quân Á.
đề cập đến trưởng lão Mahabandhaka. Trưởng lão Mahabandhaka có một người em nữa, tên là Chu Lá Banh Thác Cá. Sở dĩ mà có cái tên này đó là vì cha mẹ của ngài đó, mẹ của ngài là một tiểu thơ, con của một gia đình trưởng giả. Nhưng mà vì ái luyến với một người làm, thành ra cha mẹ của ngài mới phải bỏ đi xứ khác để mà sinh sống. Thì đến ngày khai hoa nở nhụy, thì cô tiểu thơ đó đó mới xin chồng của mình về nhà ngoại để sinh con. Trên đường đi về đó, thì cô này cổ sanh con ở giữa đường. Thành ra mới đặt con tên là Banh Thác Cá. Banh Thác Cá là người sinh ra giữa đường, trên đường. Bà Thá là con đường, Banh Thác Cá là thuộc về con đường. Âm thanh hơi nhỏ hả? Lúc nãy, vậy đó hả, âm thanh hơi nhỏ, rồi vậy chúng tôi chỉnh lên tí. Rồi, giờ chắc là ok rồi. Dạ, giờ chắc là ok, xin thưa quý vị, giờ chắc là ok rồi ha. Dạ, rồi chúng ta lại tiếp tục. Và họ lại có thêm một người con trai thứ hai nữa, và cũng sanh ở trên đường vậy đó. Thì thành ra để phân biệt người nào là anh, người nào là em, cho nên đó họ mới thêm vô cái chữ Maha và Chu Lá. Người sanh ra trước đó thì gọi là Mahabandhaka, người sanh ra sau đó thì gọi là Chu Lá Banh Thác Cá. Đến một thời gian sau đó là cha mẹ của hai cậu bé này nè, kế sinh nhai hơi khó khăn, cho nên đó, rồi đồng thời đó cũng nghe con đó là muốn biết về nhà nội ngoại, cho nên đó là hai vợ chồng mới đem hai đứa con này về ông bà ngoại. Nhưng mà vì ông bà ngoại đó là gia đình trưởng giả, có uy tín, có danh vọng địa vị ở trong xã hội, sợ người ta nói ra vào rằng là con của mình đi theo trai, cho nên đó là chấp nhận giữ hai đứa cháu, nhưng mà không có cho hai vợ chồng về ở chung, cho số tiền cái hai vợ chồng đi chỗ khác. Thì hai ông bà ngoại này là người sùng đạo, thường xuyên cung thỉnh Đức Phật là cùng với chư tăng về nhà để mà trai tăng. Cái cậu bé lớn là Mahabandhaka đó, do nhân do duyên đó đó mà được thân cận với Phật, được thân cận với chư tăng nhiều hơn. Bây giờ khởi lên niềm tịnh tính đối với Phật, đối với chư tăng, cho nên đó là xin ông bà ngoại được xuất gia. Ông bà ngoại cho tu thời gian đến 20 tuổi thì là được tu lên bậc trên, tu của túc giới, trở thành vị tỳ kheo. Và rồi vị tỳ kheo Mahabandhaka này đã tinh tấn siêng năng, thực hành thiền chỉ và thiền quán, và thành tựu được cứu cánh đời sống phạm hạnh, là thành tựu được quả vị A-la-hán. Chúng tôi cũng xin được nói rộng luôn là sau khi thành tựu quả vị A-la-hán rồi, vị này muốn tế độ em của mình, cho nên mới về nói với ông bà ngoại đó là cho người em xuất gia, và người em cũng xuất gia luôn, xin thưa quý vị. Người em tên là Chu Lá Banh Thác Cá. Vô người anh đó dạy cho người em bốn câu kệ mà học rất là lâu, rồi người em không có thuộc được. Người anh đuổi người em về, thì bắt đầu đó là người em khóc lóc và định đi về, nhưng mà cũng may là khi chuẩn bị đi về đó thì là gặp Đức Phật. Cho nên Đức Phật ngài mới nói đó là ông tu ở trong giáo pháp này, ông tu với Như Lai nè, ông tu với Pháp nè, ông tu với Tăng, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, chứ đâu có phải đó là quy y với anh của ông đâu. Mà Như Lai đâu có đuổi, Pháp đâu có đuổi,
Bảo đâu có đuổi đâu, thành ra thôi ở lại đây. Cái vị tỳ kheo Chu Lá Banh Thá Ca đó nghe lời Đức Phật ở lại, Đức Phật ngài mới dẫn đến hương thất của ngài đó, cho ngồi ở đó quay mặt ra hướng đông. Lúc đó đó là trời hừng hừng sáng. Ngài hóa hiện ra một cái khăn tay rất là trắng, trắng tinh luôn. Đưa cho cái vị người em đó là tỳ kheo Chu Lá Banh Thá Ca, biểu là biểu niệm, vừa dò cái khăn nhìn về hướng đông, hướng đông là hướng mặt trời mọc lên đấy sư tu vậy. Vừa dò cái khăn vừa niệm tẩy trừ cấu quế, tẩy trừ cấu quế. Thì quý vị tưởng tượng đi ha, mình nhìn hướng đông mặt trời mọc lên vậy đó. Thì mặt trời nó càng ngày càng mọc lên cao, mà càng ngày càng mọc lên cao đó thì là cái sức nóng nó càng mạnh. Mình cứ ngồi mà mặt trời nó chiếu như vậy đó thì thử hỏi bà con chứ mồ hôi một cây có ra không? Dạ. Lúc đó trên tay cầm cái khăn trắng mà cứ vò lui vò tới vậy đó thì thử hỏi bà con chứ cái khăn trắng đó nó còn nguyên vẹn không? Hay là nó bị nhàu đi, nó bị dơ đi? Dơ là cái chắc rồi, bởi vì người mình mồ hôi một cây ra mà. Đó thì khi mà cái khăn đó nó bị dơ vậy đó, thì vị đó đó liên tưởng nó, hồi nãy cái khăn này nó sạch sẽ vậy, bây giờ này nó dơ quá trời rồi, cậu quế nó bám vô rồi. Thì lúc đó là Đức Thế Tôn ngài từ ngài đang dự trai tăng ở nhà ông Chi Quyết Quát Cá đó. Ngài mới hóa hiện thần thông như là đứng trước mặt vị em Chu Lá Banh Thá Ca, ngài mới nói đó, đó là cái cậu quế bên ngoài thôi, cái cấu quế bên trong nó mới quan trọng. Ông hãy tẩy trừ cái cấu quế bên trong đi, là cấu quế tham này, sân hận này, si mê đó. Cái đó nó mới khiến cho người ta khổ hết đời này sang đời khác. Đó, cái vị Chu Lá Banh Thá Ca đó mới hướng tâm đến nội tâm của mình để tẩy trừ các cái cấu tham lam sân hận si mê đó. Vì đó thành tựu được cứu cánh đời sống phẩm hạnh là A La Hán tứ tuệ phân tích, và sau đó được Đức Thế Tôn ngài ban cho cái danh hiệu là đệ nhất về biến hóa thốc. Có cả hai anh em đều trở thành bậc thánh lậu tận ở trong giáo pháp này. Thì ở trong cái duyên sự của cái câu kệ này đó thì không có đề cập đến hết vậy, nhưng mà sẵn chúng tôi nói đó thì là nói cho nó hết để quý vị nghe có đầu có đuôi vậy. Duyên sự của cái câu kệ này đó là chỉ nói đến ở cái giai đoạn là ngài Maha Banh Thá Ca đó, sau khi tế độ em của mình xong, dạy cho em của mình bốn câu kệ đó mà em học đến 4 tháng trời không có thuộc. Cái ngài Maha Banh Thá Ca đó, ngài mới nói vậy nè. Này Chu Lá Banh Thá Ca, đối với giáo pháp đó thì ngươi thiếu duyên. Đối với đời đó sẽ là người không có tài sản. Thế thì còn lợi ích chi nữa đối với người sống ở trong cái tịnh xá này? Ngươi hãy rời khỏi đây đi. Nói vậy xong, cái ngài Maha Banh Thá Ca đã đóng cửa tịnh xá lại, tức là đuổi em mình đi đó. Thì chư tỳ kheo mới bàn tán xôn xao với nhau rằng, này hiền giả, ngài Maha Banh Thá Ca đã đóng cửa tịnh xá lại rồi. Này chư hiền giả, ngài Maha Banh Thá Ca còn hành động như thế, hẳn đó bậc vô lậu vẫn còn sân hận. Tức là chê bai em của mình học 4 tháng trời không có thuộc một câu kệ nè, rồi là đuổi em mình đi vậy đó. Thì cứ nghĩ đó là ngài Maha Banh Thá Ca còn sự sân hận cho nên mới chê, còn sự sân hận cho nên mới đuổi em mình đi vậy. Thì khi đó đó, Đức Thế Tôn ngài mới ngự đến, ngài hỏi chư tăng rằng, này các tỳ kheo,
các ngươi đang ngồi với nhau thảo luận về vấn đề gì đó. Thì chư tỳ kheo mới bạch lên Đức Thế Tôn cái vấn đề mà họ đang thảo luận đó, đó là liên quan tới ngài Mahabandhaka. Nương theo đó Đức Thế Tôn ngài dạy: này các tỳ kheo, các phiền não như tham lam, sân hận, vân vân, không có đối với bậc lậu tận. Nhưng mà con của Như Lai có hành động như thế đó là vì hướng đến pháp. Vậy thì theo quý vị hướng đến pháp là sao? Quý vị có nhớ cái buổi thảo luận giữa Đức Thế Tôn với Vương Tử Phá Giá không? Có một lần nọ đó, Đức Thế Tôn cùng với Vương Tử Phá Giá đã thảo luận với nhau, và Đức Thế Tôn ngài hỏi Vương Tử Phá Giá như thế này. Ngài nói: này Vương Tử Phá Giá, nếu như mà con trai hay con gái của Vương Tử Phá Giá mà ăn thức ăn đó rồi bị xương hay gì đó, cái nó chấn ngay cái cần cổ đó, làm cho cái người đó, đó đau khổ đó, thì bây giờ đó ha, Vương Tử Phá Giá phải dùng mọi cách để lấy cái xương đó ra, hay là vì sợ con nó đau đó rồi không dám lấy cái xương đó ra, để cái xương đó như vậy cho con nó đau? Thì là Vương Tử Phá Giá mới nói bạch Đức Thế Tôn đó là thương, nhưng mà mình phải dùng mọi cách lấy cái xương đó ra chứ, lấy ra hết vậy, lấy ra vậy đó thì con nó mới hết đau, chứ còn mà cứ để đó vậy đó thì là nó cứ vẫn cứ còn đau. Thì Đức Thế Tôn ngài mới nói cũng vậy. Ở trong giáo pháp này đó, có nhiều cách để mà huấn luyện dạy dỗ người khác. Thì trong đó đó có một cái cách, đó là dù nói xong người ta đau, nhưng mà qua cái đau đó, đó khiến cho người ta sau này đó không bao giờ còn đau nữa. Thì vẫn nên sử dụng. Thì xin thưa quý vị đó, ngài Mahabandhaka là một bậc lậu tận, cho nên cái việc đuổi của ngài Mahabandhaka hay là chê của ngài Mahabandhaka đó là hướng đến kích thích cái tiềm duyên của em mình Chulabandhaka, để qua đó đó mà người em của mình có được một cái sự tiến bộ lớn hơn. Thì như vậy có nghĩa đó là hành động hướng đến pháp. Và lát nữa khi trình bày về cái chi pháp, đó là mát khô, mát khá, là sự chê bai đó. Thì chúng tôi sẽ trình bày rõ về cái đặc tính là chê hay là khen đó. Sư Đức Thế Tôn ngài dạy cho chư tăng như vậy xong, ngài mới ngâm lên bài kệ mà hôm nay chúng ta học: Yassa rago cha đồ sô cha mano makho cha pa ti tu sa sa po riwa arakka ta ma hằng pru mi pramma năng. Câu kệ này được ngài hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ 5 chữ: người bỏ rơi tham sân, không mạng, không ganh tị, như hột cải đầu kim, ta gọi Bà La Môn. Và ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: tham sân chẳng dính vào lòng, ngã kiêu tật đố, thảy dòng nước trôi. Hạt cải kia đầu kim rơi, những người như vậy sống đời Bà La Môn. Và chúng tôi cũng có một cái bản dịch văn xuôi nữa. Thì thành ra qua ba bản dịch này, đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali. Xin thưa quý vị là chúng ta đang học Kinh Pháp Cú. Mà Kinh Pháp Cú này đó là được trình bày bằng ngôn từ Bali. Chúng ta học từ nơi ngôn từ Bali đó thì xem như đó là chúng ta mới uống nước đầu nguồn,
Còn các cái bản dịch này nè, xin thưa quý vị đó, là nước giữa nguồn rồi là cuối cuối nguồn rồi, chứ không phải là đầu nguồn. Do vậy đó mà chúng ta ráng cố gắng mổ xẻ cái nghĩa ẩn chứa ở trong ngôn từ Pali đó, thì đó mới xem như là chúng ta uống nước đầu nguồn. Uống nước đó đó thì xin thưa quý vị mới thực sự là bổ dưỡng đó. Chứ còn uống nước giữa này hoặc uống nước cuối nguồn đó thì đôi khi nó cũng bị pha tạp rồi. Đầu nguồn mà chảy xuống tới giữa nguồn đó thì chúng ta thấy đó là qua quá trình chảy vậy đó, thì là có rất là nhiều thứ nó pha tạp vô rồi, mà cuối nguồn là còn pha tạp dữ nữa. Do vậy mà chúng ta đang cố gắng uống nước đầu nguồn á, thì là nguyên chất là bổ dưỡng. Vậy thì cái câu kệ này đó, chúng ta phải hiểu nghĩa như thế nào xin thưa quý vị? Đây là một câu kệ nằm trong phẩm Bà La Môn. Mà phẩm Bà La Môn ở đây đó, mình hiểu Bà La Môn này là Bà La Môn ý nghĩa, Bà La Môn theo pháp, chứ không phải đó là Bà La Môn theo dòng tộc, Bà La Môn theo sinh chủng. Bà La Môn theo pháp hay là Bà La Môn ý nghĩa đó là chỉ cho bậc thánh tinh văn lậu tận. Khi nào mà trở thành bậc thánh tinh văn lậu tận đó thì khi đó được gọi là Bà La Môn. Thì thành ra đó, các pháp tính ẩn chứa ở trong câu kệ này đó, đây là những pháp tính hay là những đặc tính của một bậc thánh lậu tận. Chúng ta phải hiểu vậy. Và mình ước muốn hay là phát nguyện đó, trở thành bậc A-la-hán, thì mình cũng phải trau dồi tu tập để thành tựu được các pháp tính này hay là các cái đức tính này. Khi nào mà mình có được các cái đức tính này hay là các pháp tính này thì xem như đó là cái nguyện lực hay là nguyện vọng của mình đó mới được thành tựu. Và khi đó đó mình mới thật sự là người hết khổ. Chứ còn khi nào đó các pháp tính, các đức tính này mà nó rất là xa lạ đối với mình đó, thì điều đó có nghĩa đó là cái khổ đau đối với mình nó còn rất là nhiều. Giống như đó là quả địa cầu này vậy. Cho nên nó chưa có vơi đi, nó chưa có sức mẻ miếng nào cả. Do vậy đó mà ai nào, hoặc là gì, phát nguyện thành bậc A-la-hán, bậc thánh đạo tận đó, đó thì chúng ta phải bổ túc, phải rèn luyện, phải tu tập những cái đức tính này. Hoặc là ai đó đó mà phát nguyện rằng là đời sau kiếp khác đó mình không còn khổ đau nữa, thì cũng phải tu tập, trau dồi, thực hành các pháp tính, các đức tính này. Vậy thì các pháp tính, các đức tính này là như thế nào? Ở đây Đức Thế Tôn ngài dạy nè: tham nhiễm, sân hận, ngã mạn và sự chê bai đó, đã bị rơi rụng, mình hiểu là không còn nơi người nào, giống như đó là cái hột cải mà nó nằm ở trên đầu đầu cây kim vậy đó. Thì quý vị biết cây kim nó đã nhỏ rồi ha, đó mà cái đầu cây kim nó còn nhỏ nữa đó, thì hạt cải làm sao mà nằm yên ở trên đó được. Thế Tôn ngài gọi đó, người có pháp tính, có đức tính vậy đó là Bà La Môn. Vì có nghĩa đó, được gọi là Bà La Môn là người đó không còn tham nhiễm nè, không còn sân hận nè, không còn ngã mạn nè, không còn sự chê bai. Vậy thì pháp tính tham nhiễm là gì nè, sân hận là gì, ngã mạn là gì, chê bai là gì? Mình hiểu các cái pháp tính đó, sự hiện bày của nó ra làm sao, thì bắt đầu đó mình quán chiếu với chính bản thân của mình. Quán chiếu là giống như là mình soi vô cái gương vậy đó, xin thưa quý vị. Xem coi mình còn các cái pháp tính này không, mình còn tham nhiễm không, mình còn sân hận không, mình còn ngã mạn không, mình còn sự chê bai không. Mình thường xuyên soi rọi nội tâm của mình vậy đó, để bắt đầu ra thấy nè, nó giảm dần dần. Hoặc là
nó y nguyên, hoặc là nó càng ngày càng lớn mạnh ra. Nếu mà giảm dần thì điều đó có nghĩa đó là mình có học pháp nè, có hành pháp. Còn mà nó y nguyên vậy đó thì điều đó có nghĩa là gì? Mình học pháp mà giống như kiểu cho có học vậy thôi, mình không có hành đó. Hoặc là gì? Nó lớn mạnh hơn nữa, tham lam nè, sân hận nè, ngã mạn nè, sự chê bai đó đó, nó lớn mạnh hơn nữa đó. Thì điều đó có nghĩa đó là mình với pháp của Phật đó không có bà con chi cả. Dạ, vì do mình không có hiểu nè, không có tin nè, không có hành theo pháp của Đức Phật, thì tức là mình hành ngược trở lại là pháp phi Phật. Thì chính vì vậy đó mà khiến cho tham lam sân hận si mê ngã mạn sự chê bai này nó mới lớn mạnh đến. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa đó là mỗi người chúng ta phải thấy ra được nè ha. Tham lam sân hận ngã mạn sự chê bai đó đó là có lợi hay có hại. Nếu có lợi đó thì mình trưởng dưỡng làm cho nó tăng trưởng. Còn nếu có hại đó thì là mình phải xua đuổi nó đi, mình phải từ bỏ nó đi, mình phải làm cho nó rơi từ từ. Chúng ta tu đó, xin thưa quý vị, là một cái quá trình thường xuyên soi gương ở trên khuôn mặt của mình ha. Xuất hiện 2-3 cái mục mụn. Cái hôm nay mình soi gương là mình thấy trên khuôn mặt mình có 2-3 cái mục mụn. Mình thấy cái mục mụn này đó là sự tai họa, là sự xấu xa, không có đẹp đẽ. Thì khi mình phát hiện ra được đó, nó là xấu xa nè, không có đẹp đẽ nè, không có lợi ích gì cả đó, thì là mình phải cố gắng tìm mọi phương pháp cách thức để làm mất nó đi. Cái mình soi gương mình thấy có 3 cái mục mụn ở trên khuôn mặt của mình, bắt đầu là gì? Mình tìm phương pháp thuốc để xích nó. Ngày mai mình soi gương mình thấy nó cũng còn 3 cái mục đó, nhưng mà nó giảm đi chút, cho mình tiếp tục sức thuốc nữa. Ngày mốt thấy nó lù lù đi tí, một tuần sau thì nó mất 2 cái, còn cái một tuần sau nữa đó, cho mình soi tiếp thấy nó không còn. Dạ, thấy nó không còn thì tu là mình phải thường xuyên phản tỉnh nội tâm của mình vậy đó, xin thưa quý vị. Để xem coi tham lam nè, sân hận nè, ngã mạn nè, chê bai của mình đó còn nhiều hay là còn ít. Hôm nay khả năng của mình đã điều tiết đối với 6 cảnh là như vậy. Ngày mai, tuần tới, tháng tới, năm tới, khả năng điều tiết của mình đối với 6 cảnh đó nó phải khác hơn một tí. Chúng tôi lấy ví dụ. Mình tu đó, xin thưa quý vị, là phải làm sao đó để đạt đến được cái trạng thái tâm mình đó không có động, không có sầu đối với pháp thế gian. Thì pháp thế gian là gì? Pháp thế gian hiện bày ra bằng 8 loại là được mất nè, khen chê nè, lợi nè, bất lợi nè, tức là có của cải và không có của cải đó, được khen nè, bị chê nè, có danh và mất danh nè, rồi là cuối cùng đó là hạnh phúc đau khổ. Đây là 8 ngọn gió đời. Thì mình thường xuyên ha quán sát phản tỉnh nội tâm của mình xem. Khi chưa học đó, chưa học giáo lý Phật đó, chưa có tập tu, tức là tu cái tâm của mình đó, thì
cái khả năng điều tiết của mình đối với tám ngọn gió đời đó là như thế nào. Mình điều tiết theo bản năng, ai sao mình vậy, ai làm bậy mình cũng làm theo. Sau khi mình học Phật pháp rồi, mình có tu tâm, tức là học Phật pháp rồi mà có tu tâm, điều đó có nghĩa đó là mình thấy trong tám ngọn gió đời đó đó, theo mặt phải và theo mặt trái, dựa trên cơ sở của nhân quả nghiệp báo, nhân duyên. Thì bây giờ đó, mình cố gắng làm sao để làm cho bản thân của mình được lợi hơn là bất lợi. Do đó là gì? Mình điều tiết với tám ngọn gió đời đó đó, có sự hiểu biết. Có của cải hay là mất của cải đó đó, không phải mình muốn mà được, mà tùy thuộc vào nhân duyên. Mình mà có phước, có lao động thì là mình có nhiều của cải. Còn mà mình có lao động nhưng mà thiếu phước thì là của cải nó cũng ít. Rồi mình thiếu phước mà lại không có lao động thì là không có của cải. Rồi có của cải mà nó mất đi đó, thì nó cũng có cái điều kiện của mất đi đó. Mất đi là gì? Do trong đời sống này nè, mình sống dễ vui nữa. Kết bạn ác nè, đàn điếm nè, rượu chè bài bạc nè, thì thành ra đó của cải đó nó mất đi. Rồi của cải đó nó mất đi là gì? Do đời xưa kiếp trước mình đã thấy mấy tay chân mượn của người ta, lấy của người ta, thành ra đó là đời này kiếp này đó mình sẽ bị mất đi. Do vua, do lửa, do nước, do phá giặt gì tử. Đó tức là vì do mình có hiểu Phật pháp, có tu tập đó, thì thành ra cái điều tiết của mình đối với được và mất đó đó bằng sự hiểu biết vậy. Và cả tám ngọn gió đời đó đó mà mình điều tiết đó, bằng sự hiểu biết vậy đó, thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ mình, tâm của mình đó, có bị tám ngọn gió đời đó nó kéo không? Có bị chạy theo tám ngọn gió đời đó không? Có hả? Có. Tâm của mình bất động rồi mà. Tâm của mình có sự hiểu biết rồi. Đó thì thành ra đó là mình sẽ không có bị tám ngọn gió đời đó nó kéo mình. Mình không có chạy theo tám ngọn gió đời đó. Và lúc đó mình sẽ không có bị làm nô lệ cho của cải nè, cho khen chê nè, cho danh vọng địa vị nè, cho hạnh phúc và đau khổ. Cho từ cái chỗ đó đó là mà dẫn đến nội tâm của mình sẽ dần dần đó là mình không còn dính mắc ở trong của cải nè, tiền tài nè, danh vọng nè, địa vị xã hội nè, hạnh phúc hay là đau khổ. Bây giờ mình không có tự hào khi mà mình giàu có, hoặc mình không có tự hào khi mình có danh vọng địa vị trong xã hội. Mình không có tự hào gì mình có sức khỏe, mình không có tự hào gì mình đẹp đẽ, mình không có tự hào gì mình được làm thí chủ, mình không có tự hào rằng mình bố thí người khác không có bố thí, mình có trì giới người khác không có trì giới, mình có tu tiến người khác không có tu tiến. Đó, mình phải có cái khả năng phản chiếu, phản tỉnh lại chính bản thân của mình để thấy ra được các cái thói hư tật xấu này nè, nó phải giảm dần dần vậy. Và mà muốn soi được cái tấm gương đó, để thấy ra được những cái này thì buộc lòng mình cũng phải biết được những cái này là gì, tai hại của nó ra làm sao. Thì xin thưa quý vị đó, để biết được tham lam sân hận ngã mạn chê bai này là cái gì đó, thì mình phải nhờ đến Phật, nhờ đến pháp. Phật pháp đó mới chỉ bày cho mình biết được cái này. Tăng là người thừa hành lại Phật để giảng giải pháp cho mình nghe, mình biết.
từ cái chỗ mình biết được những cái này nó vậy, rồi cái nguy hại của nó là làm sao. Giống như khi nãy chúng tôi ví dụ cho quý vị đó là ở trên khuôn mặt của mình có ba cái mụn mủng á, thì đó là xấu xa, rồi đó là ghê tởm, rồi đó là sự nguy hại. Thấy ra được vậy thì là mình phải trị nó đi. Thì mình cũng phải soi gương hàng ngày, hàng tuần đó, để thấy được nó giảm như thế nào. Đó là đối với tham lam sân hận ngã mạn. Còn cái sự chê bai khi nãy ở trong cái phần duyên sự đó, chúng tôi nói đến phần này chúng tôi sẽ nói rõ. Vậy thì xin thưa quý vị đó, mắc khô sự chê bai này, chê bai có phải là một pháp tính xấu không? Ngã mạn là pháp tính xấu, rago là pháp tính xấu, tham nhiễm là pháp tính xấu, sân hận là pháp tính xấu. Nhưng mà sự chê bai có phải là pháp tính xấu không? Khi nãy chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện là một cái cuộc đàm thoại giữa Vương Tử Phá Giá và Đức Thế Tôn. Rồi nương theo đó đó chúng tôi mới nói đó là có khi mình giáo huấn người ta đó, mình tế độ người ta đó bằng phương pháp mềm mỏng. Nhưng mà cũng có khi đó mình giáo huấn, mình tế độ người ta bằng phương pháp cứng rắn. Quý vị có nhớ đó là ở trong kinh Tăng Chi đó, Đức Thế Tôn cùng với một người nuôi ngựa, huấn luyện ngựa, trao đổi với nhau. Cái người huấn luyện ngựa, người nuôi ngựa đó nói con nuôi ngựa đó bằng bốn phương pháp. Một đó là dùng cái phương pháp dụ nó. Thứ hai đó là dùng cái phương pháp răng đe cứng rắn. Thứ ba đó là kết hợp cả hai. Và thứ tư đó là những cái con ngựa nào mà mình đã dùng cả ba cái phương pháp này mà không được đó, thì là con ngựa đó nó không có còn giá trị gì nữa, thì thành ra thôi giết để lấy thịt. Thì Đức Thế Tôn Ngài mới nói đó là Ngài dạy đệ tử của Ngài đó cũng bằng bốn phương pháp vậy. Là cũng dụ người ta, tức là nói cho người ta biết là khi mình làm vậy thì mình sẽ được cái quả báo như thế nào. Khi mà tu tập tâm từ đó thì sẽ được mọi người yêu thương, kính trọng. Khi mà bố thí đó thì được quả báo đó là giàu sáng, thiên sản, rồi là nhân sản. Đó là xem những cái phương pháp dụ người ta. Từ đó mà ta thích cái bắt đầu người ta mới tu tập tâm từ, người ta mới tu tập tập bố thí. Do đó là tùy đối tượng. Còn có đối tượng đó thì Ngài phải dùng cái phương pháp rắn hơn, khó nhằn hơn. Đó là phải cho người ta biết đó là nếu mà sát sanh vậy ha, thì đời sau kiếp khác sanh ra đó là yếu thọ. Sát sanh vậy đó thì là đời sau kiếp khác sanh ra đó là cứ bị người ta sát lại, đánh đập người ta vậy đó, thì đời sau kiếp khác sanh ra đó là bị ốm đau, bệnh tật. Keo kiết bủn xỉn không có bố thí, vậy thì đời sau kiếp khác sanh ra đó là trong cảnh nghèo khó, khốn cùng, không có của cải tài sản. Thì đó là phương pháp rắn. Để từ đó đó mà khiến cho người ta phải sợ. Sợ chết chóc, sợ bệnh tật, sợ nghèo khổ vân vân, mà khiến cho người ta thay đổi. Có những đối tượng là phải phối hợp cả hai. Rồi có những đối tượng đã sử dụng ba phương pháp này không được đó thì thôi. Bỏ bê người ta, không có ngó ngàng chi tới cả. Giống như là thì theo Chan Ná thế thưa quý vị.
À, Đức Thế Tôn ngày dạy chư tỳ kheo là sau khi Như Lai tịch diệt rồi đó thì là chư tăng đó nên sửa hành Phật phạm đàn đối với tỳ kheo chanh đó. Hành Phật phạm đàn tức là bỏ bê đó, không có ngó ngàng chi tới, không có nói năng, không có dạy dỗ bảo ban chi cả. À, thì cái duyên chết ở trong Phật pháp là như vậy. À, thì chúng ta thấy là có phương pháp đó, à, mềm mỏng nhưng phải có phương pháp đó, là cứng rắn. À, phương pháp cứng rắn. À, thì thành ra ở đây đó chê, thì xin thưa quý vị đó, cái chê này mình hiểu, khen hay chê đó mình hiểu nó có hai. Ở trong đời sống đó xin thưa quý vị, khi mà quý vị khen người ta đó là vì lý do gì mà mình khen, hay là khen để làm gì đó? À, khen ha để lấy lòng người ta, hoặc khen đó cho người ta chết. À, quý vị thấy có đúng vậy không? À, chê cũng vậy. À, chê là để cho người ta chết, và chê để làm cho bản thân của mình đó nổi trội lên. À, nhưng mà rồi xin thưa quý vị đó, bên cạnh đó đó thì cái khen cái chê này nè, nếu như đó mà mình khen đúng thì khiến cho người đó đó có được cái sự tiến bộ, mình chê đúng cũng khiến cho người đó có được sự tiến bộ. Vậy thì khen đó, nó cũng có hai mặt vậy, và chê nó cũng có hai mặt vậy. À, thì cái chê ở đây đó là một bậc thánh lậu tận chê người em của mình. Và như qua duyên sự, qua câu chuyện mà chúng tôi trình bày đó, thì qua cái chê của người anh đối với người em này, này người em này đó đã có được một sự tiến bộ đáng kể, xin thưa quý vị, trở thành bậc thánh A-la-hán, lục thông, tứ tuệ phân tích. À, vậy thì ở đây chúng ta phải hiểu cái chê nó có hai. Đó là chê của bậc chân nhân, khen chê của bậc chân nhân và khen chê của bậc phi chân nhân. À, vậy thì cái khen chê của bậc chân nhân là gì? Khen chê của bậc chân nhân khen chê người khác đó, à, là khen chê này, ha, đúng việc, đúng người, đúng chỗ, đúng lúc. Đó, khen chê của bậc chân nhân đó có bốn yếu tố vậy. Đúng việc này, đúng người này, đúng chỗ này, đúng lúc, tức là thời gian, không gian, việc, người. Đó là cái khen chê của bậc chân nhân. À, từ đó đó, à, mà cái chê của bậc chân nhân hay là cái khen của bậc chân nhân đó khiến cho người ta có được sự tiến bộ. Còn cái khen chê của bậc phi chân nhân đó, à, là đôi khi người ta khen chê cho đã cái miệng đó, vì nghĩ rằng cái miệng này là của tôi, của ta nè, cho nên là cứ khen cứ chê vô tội vạ. À, thì thành ra cái khen cái chê này đó, cái dễ dàng dẫn đến giết người ta. À, tự bà con chúng ta đó chứng minh cái điều này. À, do đó đó mà khi ngài Chu Lớ, à, ngài Mahabandhaka đó chê người em của mình vậy đó, à, thì xin thưa quý vị đó, à, qua cái chê bai đó của người anh đó, à, mà người em đó được, à, gặp Đức Thế Tôn đó, rồi sau đó đó, à, được trở thành bậc thánh lục thông tứ tuệ phân tích. Do tứ tuệ phân tích, à, thì với những người nào này ha mà không còn, à, tham nhiễm nè, không còn sân hận, không còn ngã mạn và không còn cái sự chê bai bậy bạ đó, à, không còn sự chê bai bậy bạ, giống như đó là cái hột cải mà nó nằm trên cái đầu của cái kim vậy đó, xin thưa quý vị. À, thì ở đây chúng ta hiểu hai phương diện ha. Một đó là nội tâm của người này là không còn các cái phiền não. Phiền não đó nó không còn động lại trong cái nội tâm của người này, giống cái nội tâm của người này giống như cái đầu kim vậy đó. À, các cái phiền não này giống như hột cải vậy. À, thì các cái phiền não nó không còn động lại ở trong nội tâm của người này. Thứ nhất.
Thứ hai đó là tám ngọn gió đời, hay là những cái gì có ở trong tam giới này, trong cuộc đời này đó, thì đối với người này nè, không còn một cái sự ràng buộc nào cả. Không còn một sự ràng buộc nào. Chúng ta hiểu đó, bậc thánh đó là người nè, cũng được, cũng sanh ra từ đời này nè, được đời này nuôi dưỡng. Sanh ra từ đời, được đời nuôi dưỡng có nghĩa đó là cũng sanh ra ở trong tam giới này. Và những cái gì có ở trong tam giới này nè, vị này cũng sử dụng. Cơm nước, bánh trái nè, y phục nè, trú xứ chỗ ở, thuốc trị bệnh gì này sử dụng hết. Những cái gì có trong cuộc đời này. Rồi vị này đó, khi mà có trong cuộc đời này đó thì cũng tiếp xúc đủ thứ. Được lợi nè, mất lợi nè, được khen nè, bị chê nè, được danh vọng nè, mất danh vọng nè, được hạnh phúc nè, an lạc nè, gì này đều có hết. Và vì tiếp xúc trong cuộc đời này cho nên đó là có đầy đủ các mặt. Nhưng mà xin thú quý vị đó, được gọi là bậc thánh đó là nhờ sinh ra trong cái cuộc đời này nè, được đời nuôi dưỡng, tức là qua những cái đó đó, tốt có, xấu có. Tiếp xúc với mặt tốt cũng có, tiếp xúc với mặt xấu cũng có. Qua đó đó mà vị này trưởng thành, thoát ra khỏi cái đó. Cho nên đó là gì? Bậc thánh là người nè, sanh ra trong đời, được đời nuôi dưỡng, nhưng mà là cái gì? Không lụy vì đời, không làm nô lệ cho đời, không để đời ràng buộc. Mình hiểu giống như sen vậy đó. Sen rành sanh ra trong bùn mới sinh thức gì. Nhưng mà là cái gì? Nó không có bị lắm bùn, nó không bị mùi bùn. Không bị mùi bùn. Thành ra bậc thánh đó, một là phiền não nè, không có động lại trong nội tâm của ngài. Thứ hai là gì? Tám ngọn gió đời này nè, không có dính, không có động lại ở trong ngài. Ngài sử dụng tất cả những cái gì ở trong cuộc đời này có, nhưng mà không có bị ràng buộc. Dạ, không có bị ràng buộc. Thì với người mà có đức tính vậy, có pháp tính vậy đó, thì Đức Thế Tôn này gọi người đó đó là Bà La Môn. Dạ, Bà La Môn. Vậy thì ở đây đó chúng ta hiểu gọn gọn lại ha. Thánh với phàm đó, nó khác nhau ở chỗ vậy ha. Thánh hay phàm gì đó cũng sinh ra từ cuộc đời này cả. Sinh ra mà ở ngoài cuộc đời này đó thì mình đâu có cái chi để mà tu, đúng không tu cái gì? Mình không có nằm ở trong tam giới này thì mình đâu còn có cái chi để mà tu nữa. Cho nên thánh phàm sanh ra ở trong cái cuộc đời này, được đời này nuôi dưỡng. Không có ai đó ha mà không có ăn, không có mặc, không có ở, không có trị bệnh để rồi đó mà tồn tại được. Ai cũng vậy ha, cũng phải có vật thực thì mới tồn tại được. Đức Thế Tôn ngày dạy là Sape Sata Aharatitika, tất cả chúng sinh đó duy tồn, tức là tồn tại được đó là do nhờ vật thực. Thì thành ra đó thánh và phàm đều do nhờ vật thực mà tồn tại. Được vật thực đó đó mà lớn khôn lớn. Nhưng mà giữa thánh và phàm khác nhau ở một chỗ đó, thánh thì không còn bị lụy, bị ràng buộc, bị cột trói ở trong vật thực. Còn phàm đó thì còn do có gì cái miếng ăn đó đó ha, thì thành ra đó là gì, mới chạy đôn nè, chạy đáo nè, vì cái miếng ăn đó đó mới thành ra là gì, đầu tư bằng phi phúc hành, phúc hành bất đồng hành. Vì do có đầu tư bằng phi phúc hành, phúc hành bất đồng hành vậy đó, cho nên đó là gì, tiếp tục lăn trôi mãi, tiếp tục bị đời ràng buộc mãi, tiếp tục lệ thuộc vào đời mãi. Bậc thánh người ta thoát ra vậy.
À, thì từ cái chỗ này đó, tất cả chúng ta là những người đi sau nè. Có thể ha, có thể chưa thành thánh. À, thì bây giờ mình thấy ra được vậy đó, cái mình ngao ngán nếu mà cứ lăn trôi mãi mãi trong vòng sanh tử luân hồi này nè thì nó khổ quá. Thì thành ra thôi giờ mình bắt chước chư Phật, bắt chước chư Thánh Hiền. Cũng sanh ra trong đời này, cũng được đời nuôi dưỡng vậy, nhưng mình tập, tập sao ra để đừng có bị ràng buộc. Mình cũng ăn nè, mặc nè, ở nè, đi bến. Nhưng mà cố gắng làm sao đó, đừng có để cái chuyện ăn mặc ở trị bệnh này nè nó ràng buộc mình, nó cột trói mình, để rồi đó là mình làm nô lệ cho mình. Thì muốn vậy đó, mình cũng phải hiểu ra được cái mặt trái, tức là sự nguy hại của những cái những vật dục này. Để bắt đầu đó là gì, mình mới từ bỏ từ từ. Thì khi nào mà mình từ bỏ từ 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 vậy thì bắt đầu nội tâm của mình đó, lúc đó mới không còn tham nhiễm nữa. Không còn mặt trái của tham nhiễm là sự sân hận nữa. Không còn ngã mạn là vì do có nhiều quá cho nên dẫn đến ngã mạn. Rồi không còn cái sự chê bai lung tung bậy bạ. Thì khi đó đó mình mới hết khổ. Mình mới hết khổ đó sư tu. Thì ước mong tất cả chúng ta đó, ha, đều có thể đạt được các cái pháp tính này trong một ngày sớm nhất để hết khổ. Xin được chấm dứt thời giảng pháp với đề tài câu kệ pháp cú số 407 tại đây. Báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến tất cả chư thiên trong ba cõi. Còn mong chư thiên tùy với phần phước này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên. Rồi xin chư thiên hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học số 407 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Quanto sapa mangalang rakhanto sapa de uta sapa buddha nuha vena sada sati kuan tu te bhagavato sapa mangalang rakhanto sapa de uta sapa dhamma nuha vena sada sati kuan tu te bhagavato sapa mangalang rakhanto sapa de uta sapa sangha nuha vena sada sati kuan tu te. Tất cả phương đoàn con đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thiền thiền đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đê quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa đề thề ra cha ma cha na wa ca cha bit ca vô sa ra mi ca na na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra Sapa na puta sukhita bhavantu te
cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta tha vô pa pa ti ta ni ani căng tham ma wa rằng ba ti cha te sappe pi dukkha sakha rontu sankha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ca la sang khô tu sa mắc ngô wa a tha ya cha hi ta ya cha am he rat khan tu sắc tham mô sappe pi tham ma cha ri no bút thêm sam pa phu ni ya ma tham ma ri ya ba we đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào room nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cấm dân xin xuống mít.